Ây dô, xin chào các anh chị em cô bác. Như các cô bác anh chị đã biết, Việt Nam từ ngày xưa, ta nói hồi hả xưa lắc xưa lơ luôn, là người của nguyên một bộ tộc, mà trong đó có cả trăm tộc, mà có chữ Việt như là Ư Việt nè, Điền Việt nè, hoặc là Âu Việt nè, Lạc Việt nè, nghe quen không? Không quen sao mà được, khi mà có mẹ Âu cơ sinh được trăm con, 50 đi rừng, 50 đi len. À không không không, 50 là theo mẹ Âu Cơ, còn 50 là theo cha Lạc Long Quân. Ê, nhưng mà cái này là chỉ là truyền thuyết để thần thoại hóa cái tên Âu Lạc thôi. Chứ theo ghi chép chính thống á nha, thì Âu Lạc là từ Âu Việt và Lạc Việt mà ra. Đây chính là nguồn gốc của người Việt Nam chứ đâu. Mà để kể cho nghe nha, cái nước Âu Việt tổ tiên của người Việt Nam này nè, nó rộng dữ lắm. Có luôn tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây của Tàu Khở luôn, hay còn gọi là Lưỡng Quảng. Nhưng mà rồi cái bị ông lớn Trung Quốc hung dữ xâm lược nè, đánh chiếm nè, người Việt á dần dần bị lùi về phía Nam. À mà nhân tiện cái vụ này nè, nói luôn á là có nhiều công trình nghiên cứu chứng minh á là chữ Hán là do người ở vùng Bách Việt này sáng tạo ra. Người Hán á là chỉ học theo thôi, rồi chế ra truyền thuyết, rồi bóp méo lịch sử để thành của người Hán luôn. Ghê chưa. Mà mất con gà mất con vịt thôi á là đã tức rồi, này á mất đất á thì đâu có nhịn được. Ông bà ta mấy đời vua từ hồi Đinh Lý Trần Lê lúc nào cũng giữ trong tiềm thức á, đất của người Việt là phải trả lại cho Đại Việt. Nhưng mà bị cái là hồi đó lúc mình loạn lạc thì lo dẹp loạn thôi là đã mệt rồi, sức đâu mà giành lại. Tới lúc mình thái bình thì ông Trung Quốc á, ông cũng mạnh vừa gì mà còn đông nữa. Quân mình được cái tinh nhuệ, nhưng mà tinh nhuệ cỡ nào á thì 1 chọi 10 là cũng ngoẻo. Mà nếu như 1 chọi 10 chưa đủ ngoẻo thì 1 chọi 100, trời ơi, Trung Quốc là không có gì khác ngoài đông hết trơn á. Nhưng mà nha, tới đời của ông Quang Trung á, ông vừa khỏe nè, vừa mưu trí nè, mà còn được cái là dũng mãnh hơn người nữa. Ông dám hả bắt Trung Quốc trả lại đất cho Việt Nam luôn. Cái này là không phải tôi bịa nha, mà là trong sách sử Trung Quốc hay là Việt Nam gì á cũng có ghi lại hết đó nha. Nhưng mà xui cá là ông vua mất sớm, nên á là mỗi lần mà nhắc lại á chỉ biết tặc lưỡi thôi. À thôi á, thì bây giờ mình chưa đòi lại được, nhưng mà lỡ sau này Việt Nam mình trở thành một siêu cường quốc rồi sao? Trung Quốc cái tự nhiên phải đồng ý cho Việt Nam hả? Bảo hộ hai vùng Quảng Đông, Quảng Tây thì sao? Đó, việc gì cũng có thể xảy ra hết trơn nha, đâu ai biết được. Thì bây giờ mình tưởng tượng trước đi, để sau này nó có xảy ra thiệt á thì đỡ bỡ ngỡ. Thì về diện tích á, Quảng Đông là rộng 177.900 km², Quảng Tây là khoảng 237.600 km², gộp lại gọi tắt là Lưỡng Quảng á rộng cỡ 415.500 km². Cái này thì cũng không rộng nhiều, rộng bằng tỉnh Nghệ An chứ nhiêu. Nhưng mà nhân thêm 25 lần nữa nha. Nói về hình dạng nha, thì nếu mà ghép thêm Lưỡng Quảng vô thì Việt Nam hả nhìn y chang con rồng luôn. Mà còn âm dương hài hòa nữa, nhìn như cái bản đồ Thái Cực luôn. Bên trái á là đất liền, là dương. Bên phải á là biển, là âm. Trong âm có dương, là cái vùng biển hồ Tonle Sap của Campuchia, đó là nước đó, là âm đó. Còn trong âm lại có dương, tức là ở ngoài biển á lại có cái đảo Hải Nam đó. Đó, thấy nó hài hòa đẹp không? Hồ lớn nhất với cái đảo lớn nhất của Đông Á với Đông Nam Á. Ê, nói chuyện âm dương bát quái quên vụ Lưỡng Quảng. Thì bây giờ Việt Nam á sẽ rộng á tổng cộng là 746.712 km², là tương đương với Chile đó nha mọi người. À rồi nói thêm nha, còn cái vụ đường lưỡi bò, mọi người có nhớ cái vụ đường lưỡi bò không? Trung Quốc á tự nhiên đòi cả cái biển Đông luôn, vậy đâu có được. Nhưng mà nếu như mà Việt Nam có thêm Lưỡng Quảng nha thì thấy ra là hợp lệ. Ông Trung Quốc mà biết cái này á chắc tức lắm á nha, mày muốn như tao mà đâu có được. Đó thì tính ra sơ sơ là 80% diện tích biển Đông là thành của Việt Nam. Nghe thôi mà thấy thích bơi rồi đó. Rồi hả, tôm, cua, cá, cá sấu, cá mập là tha hồ bắt luôn. Dầu khí khoáng sản thì vô tư, mấy triệu thùng luôn.
Nói về nhiệt độ với khí hậu á, thì nó có bốn mùa, nhưng mà nhìn chung á, là sống được, sống khỏe, mát mẻ. Tôi á, thì không có định cho thêm cái GDP vô, tại vì á, có khi thuộc Trung Quốc á, thì nó được nhiêu đây, nhưng mà lỡ như mà thuộc Việt Nam á, nó nhiều hơn rồi sao, đâu biết được, không đâu tính được. Nhưng mà thôi cứ cho vô luôn, tại người ta nói á, đồng tiền nó liền khúc ruột mà. Thì GDP của Quảng Đông thì có 1.400 tỷ đô, còn cái ông Quảng Tây á, thì hẻo hơn, khoảng 303 tỷ đô la Mỹ. Thì nhìn chung á, gộp thêm Quảng Đông, Quảng Tây vô thì Việt Nam có thêm được 1.700 tỷ đô la Trump, cộng với thêm 1.000 tỷ đô GDP của Việt Nam có sẵn nữa, thì kinh tế Việt Nam sẽ nhảy 18 hạng lên ngang với Anh luôn, là hạng 5 với 2.700 tỷ đô. Mà nếu có khi á, mà thuộc Việt Nam từ trước giờ á, thì chắc cũng 3.000 tỷ rồi chứ không chừng. Đó, thì nói chung là Việt Nam á, nếu mà có thêm Quảng Đông, Quảng Tây á, thì nó khủng khiếp vậy đó. Mà là tôi chưa kể danh lam thắng cảnh đồ đó nha. Thì cô bác anh chị đồ á, có ý kiến gì, đồng tình hay ủng hộ thì để lại với comment, tôi sẽ vô tôi tranh luận chung nha. Cảm ơn cô bác bà con đã xem.